Đỗ Hùng Dũng luôn được biết đến với vai trò trụ cột không thể thiếu trong màu áo đội tuyển Việt Nam cũng như tại câu lạc bộ Hà Nội. Sự thành công của tiền vệ sinh năm 1993 đến từ lối sống đầy quy củ của anh, cũng như quá trình nỗ lực tập luyện và duy trì thói quen sinh hoạt điều độ. Một trong những truyền thuyết nổi tiếng về phong cách chuyên nghiệp của Hùng Dũng đã được kể ra từ nội bộ của đội bóng thủ đô. Ở đó, không ai có thể ép cầu thủ này phá lệ dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể, vào các bữa tối, Hùng Dũng thường ngồi ăn với các đồng đội. Nếu muốn uống bia, Dũng sẽ chỉ dùng đúng một cốc và không ai có thể thúc ép hay nài nỉ anh động thêm dù chỉ là một giọt. Thay vào đó, bên trong chiếc tủ lạnh của tiền vệ này còn có rất nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng cũng như các loại sữa để hỗ trợ trong quá trình tập luyện. Người ta vẫn biết tủ lạnh trong phòng của Hùng Dũng có rất nhiều loại sữa qua lời nói đùa của Văn Toàn. Nhưng ít ai biết rằng Hùng Dũng còn tự lên mạng tìm hiểu về các loại thực phẩm dinh dưỡng, các loại sữa tốt cho sức khỏe để hỗ trợ trong quá trình phục hồi và tập luyện cũng như thi đấu trong bóng đá. Các đồng đội có thể không ép nổi anh uống cốc bia thứ hai nếu Dũng không muốn, nhưng ngay cả khi không mời, Hùng Dũng cũng tự động uống thêm một cốc sữa, ăn một hộp sữa chua sau bữa ăn tại đội. Gia đình của Hùng Dũng cũng rất quy củ, bố của Dũng rất nghiêm khắc. Từ nhỏ, bố đã dạy Dũng phải biết quán xuyến việc nhà, rồi cả những việc như pha ấm trà sau giờ ăn cơm cho cả nhà xem thời sự. Đúng 7 giờ tối là phải có ấm trà trên bàn trong phòng khách. Có lần ăn cơm xong Dũng quên béo mất, cứ thế lên nhà học bài. Hôm sau, bố của Dũng in một tờ giấy có khổ bằng đúng kích cỡ của tấm bằng học sinh giỏi, viết hai chữ pha chè to đùng, rồi ốp tờ giấy lên tấm bằng, dán trước bằng học của Dũng để sau mỗi lần ngồi vào bàn học nhớ xem đã làm xong việc được giao hay chưa. Được giáo dục trong môi trường như thế giúp Dũng rèn được đức tính cẩn thận đến mức cầu toàn. Văn Quyết, đội trưởng của Hà Nội và là đàn anh của Hùng Dũng nhiều lần trên sân cỏ, phải nhắc anh nên quyết đoán và táo bạo hơn, nhưng Dũng vẫn cứ cẩn thận như thế. Trong trận đấu, Dũng hay chuyền nhiều hơn sút. Tỷ lệ ăn bàn có 60-40 đi nữa thì Dũng vẫn cứ chuyền. Rồi một lần dính chấn thương trong tập luyện, Dũng có thể gọi điện xin phép huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, nhưng thay vì thế, Dũng vẫn cứ nghiêm túc lên tận đội để gặp mặt và xin phép thầy. Cũng vì nghiêm túc và cẩn thận như thế, có những lúc cuộc nói chuyện giữa Hùng Dũng với vợ mới cưới cũng rất khôn khổ. Nếu Dũng bảo gọi 15 phút là đúng 15 phút cuộc trò chuyện của cả hai sẽ kết thúc, bởi khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 tối, Dũng sẽ đi ngủ để giữ gìn thể lực của mình cho các buổi tập vào trận đấu ngày hôm sau. Nhưng cũng nhờ một sự tỉ mỉ như thế, nghiêm túc như vậy, chăm sóc cho bản thân chuyên nghiệp như vậy, mà Dũng đã và đang là người quan trọng ở cả Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên thể lực William de Fonseca của đội tuyển Việt Nam từng nói, khi Dũng rời sân, người ta mới nhận ra sự quan trọng của anh ở giữa sân là lớn đến nhường nào.